1,5 triệu cho đến 1,7 triệu cho một cái bình thủy tinh và 100 tờ giấy có giá gần 500k thì thế này chỉ có chó nó mua. Lần trước thì là câu chuyện cùng với cả hương vị rất là lôi cuốn của Siphon, và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một cái dụng cụ khác cũng mang tính rất là biểu tượng của cái giới cà phê thủ công, đó chính là bình Chemex. Ra đời vào năm 1941, Chemex là thiết kế của nhà hóa học, nhà phát minh người Đức Peter Sklumbom, với ý tưởng là tạo ra một dụng cụ pha chế cà phê tối giản chỉ với một mảnh thủy tinh duy nhất và sử dụng bộ lọc giấy để khai thác hương vị cà phê một cách trong trẻo và rõ ràng. Thoạt nhìn thì cái chiếc bình Chemex của chúng ta nó trông không giống một dụng cụ pha chế cho lắm, mà nó chỉ giống như là một cái bình decanter, là một cái bình đựng nước thôi. Nhưng mà công dụng về mặt pha chế của nó sẽ rất thú vị và chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần sau. Không có hành trình phát triển khúc khuỷu, cũng không có những cái drama kịch tính trong cái quá trình lịch sử của mình, Chemex cứ thế từ từ chạm vào những khách hàng bằng thiết kế thân thiện và thẩm mỹ, song song với đó là một cái hương vị trong trẻo nhưng mà vô cùng tinh tế từ cái chiếc bình thủy tinh đơn sơ này pha ra. Liên tục xuất hiện trong những chương trình truyền hình, phim ảnh và trở thành một phần trong văn hóa cà phê tại Mỹ và rất nhiều nơi trên thế giới. Tính biểu tượng của thiết kế Chemex cũng được khẳng định bằng cái sự xuất hiện trong những cái bảo tàng rất nổi tiếng trên thế giới, như là bảo tàng nghệ thuật đương đại MoMA tại Mỹ, hay là nó cũng nằm trong bộ sưu tập vĩnh cửu của bảo tàng Brooklyn. Viện Công nghệ Illinois cũng liệt kê Chemex vào một trong 100 thiết kế đỉnh nhất thời đại. Và gần gũi hơn ở Việt Nam với phong trào trang trí nghệ thuật hay là sự phát triển của cà phê ở làn sóng thứ ba, chúng ta cũng rất dễ bắt gặp Chemex ở những cái coffee bar, hay là đơn giản nhất là ở Starbucks, họ trang trí rất nhiều những cái bình Chemex ở trong cái không gian quầy bar của mình. Một chút thông tin để các bạn hiểu hơn về quá trình lịch sử cũng như là cái tầm vóc của dụng cụ chủ đạo hôm nay mà chúng ta sẽ cùng khám phá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thiết kế của bình Chemex. Đầu tiên, để nhận xét tổng quan về thiết kế thì mình phải nói đây là một cái thiết kế rất là đẹp, rất nhẹ nhàng, rất tinh tế, mà nó là một cái thiết kế có cái độ cân bằng rất là cao. Trước khi mà mình sở hữu cái bình Chemex này trên tay thì mình đã tìm kiếm, mình đã làm nội dung qua về nó rồi. Mình cực kỳ yêu thích cái bình này, mình ngắm nó mê mẩn trong vòng mấy ngày rồi, và khi mà đã mua được nó về đến nơi rồi, mình cũng tỉ mẩn nó mất 2-3 ngày. Luôn trong cái trạng thái là nhìn ngắm nó, và nó đem đến cho mình một cảm xúc khá là đặc biệt đối với một cái dụng cụ pha chế cà phê. Chưa cần biết là pha ngon hay dở đến đâu, nhưng mà một cái bình trông như thế này để vào trong góc cà phê chỉ cần mang cái tính chất trang trí thôi là nó đã đủ thỏa mãn rồi. Trên tay mình đang là hai loại bình Chemex, đây là loại 3 cấp và đây là loại 6 cấp. Mình muốn giới thiệu trước với các bạn cái loại bình 6 cấp này vì nó là thiết kế đầu tiên của bình Chemex. Thực tế thì thiết kế nguyên bản của bình Chemex 6 cấp này nó sẽ là hai khối tam giác trụ vào nhau và có kích thước bằng nhau. Nhưng mà sau thời gian thì cái thiết kế của khoang dưới này nó được thay đổi rồi, có nghĩa bây giờ nó sẽ làm bầu tròn như này. Mình nghĩ là rồi quá trình mà chúng ta lắc nhỉ, nó sẽ hiệu quả hơn. Nhưng thực tế thì với cả cái phong trào cà phê tại nhà hiện nay thì cái loại bình 6 cấp này nó quá to và nó không mang cái ý nghĩa sử dụng cao nữa. Một cái bình này nó sẽ pha dao động khoảng tầm từ 30 cho đến 60 gram cà phê. Đấy là quá nhiều với một người và thường nó chỉ phù hợp với cả cái dung tích của quán hay là ở nhà, nhưng mà bạn phải thường xuyên tiếp khách. Vì vậy, nội dung của video ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào trải nghiệm của cái loại bình 3 cấp này. Cá nhân mình cũng yêu thích cái thiết kế của loại bình 3 cấp này hơn, tại vì mình có xu hướng yêu thích những cái gì nó nhỏ gọn, nó tối giản, nó đáng yêu. Chiếc bình của chúng ta là một khối thủy tinh borosilicate duy nhất, dày và rất trong. Đây là cái độ dày của lớp thủy tinh này. Ở giữa này chúng ta sẽ có một cái đai gỗ và được cố định bằng một cái sợi dây da như thế này, vì khi mà pha cà phê xong thì toàn bộ nhiệt độ ở cái bình này rất là nóng và bạn sẽ không thể cầm nó lâu trên tay, thì cái đai gỗ này nó có tác dụng là giúp chúng ta cầm nó đơn giản hơn. Và nhìn xem, bỏ qua cái vấn đề về mặt hiệu năng thì cái đai gỗ này nó đóng góp cực kỳ nhiều cho bình Chemex về khía cạnh thẩm mỹ. Trông nó cực kỳ đẹp, cực kỳ điệu đà và rất là trang nhã. Đây là cái bình được thổi thủ công các bạn nhé. Nó sẽ có những cái vết gợn như này, chứ nó sẽ không trong veo như là những cái loại bình thủy tinh mà được thổi công nghiệp. Ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có dấu tích của cái sự thủ công của nó. Có một cái tì ở đây, kiểu là họ sẽ đút cái ống vào đây để họ thổi và sau đó thì họ sẽ cắt ra ở đây. Và ngoài ra thì đối với cả những cái loại bình Chemex trôi nổi trên thị trường thì chúng ta sẽ không có một cái ti như thế này. Nguyên nhân mình gọi những cái loại bình khác là bình trôi nổi vì Chemex đã được đăng ký độc quyền thương hiệu, có nghĩa là chỉ có Chemex sản xuất ra bình Chemex và giấy Chemex thôi. Ngoài ra tất cả những cái loại bình Chemex khác mà được làm ra thì đều là hàng trôi nổi hết. Và những cái loại bình trôi nổi thì duy nhất chỉ có Trung Quốc họ làm thôi, vì duy nhất trên thế giới chỉ có mỗi cái ông Trung Quốc là ông ý gần như không bao giờ quan tâm đến những cái vấn đề liên quan đến bản quyền. Và ngoài ra thì cái đội làm nhái họ cũng không có khả năng là thổi thủ công những cái bình như này, vì như thế nó sẽ làm cho chi phí trở nên quá cao. Cơ bản một chiếc bình Chemex bạn mua mà có cái ti như này thì đấy là hàng ong 100%.
từ cái phần ti này đi dọc lên trên thì chúng ta sẽ thấy có một cái đường ống của cái mic được lồi ra như thế này. Thì đường ống này nó là một cái phần rất thú vị của cái mic. Đầu tiên là về hiệu năng, khi mà rót nước ra thì cái dòng chảy từ cái đường ống này ra trông nó sẽ rất là đẹp, rất là nghệ thuật và nó có cái độ chuẩn xác cao. Khi mà bạn dừng rót cái thì nó cũng sẽ ngắt ngay lập tức. Ngoài ra thì trong quá trình pha chế, cái đường ống này nó đóng góp là cái lỗ thoát khí. Bản chất cái mic là một cái loại phễu và nó nhẵn hoàn toàn như này, nghĩa là giấy sẽ ôm với cả cái phễu này gần như là 100%. Thì cái đường ống này là đóng vai trò là lỗ thoát khí. Trong cái quá trình mà pha chế, ở cái khoang dưới này chúng ta sẽ tích tụ một cái lượng áp suất nhất định, và khi mà áp suất không có đường thoát ra, nó sẽ tạo ra cái sự tắc nghẽn dòng chảy, qua đó ảnh hưởng đến quá trình chiết xuất và hương vị của bình cà phê pha ra. Và ok, chúng ta không còn gì nhiều hơn để nói về thiết kế của bình Chemex nữa, cho nên bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần rất thú vị là tận hưởng cái quá trình pha chế rất là chill với Chemex cùng với cả cái hương vị cực kỳ đặc sắc mà nó pha ra. Bắt đầu thôi. Để pha chế với Chemex thì đầu tiên chúng ta sẽ có một công tác khá là đặc biệt, đó chính là gấp giấy. Thì cái giấy của Chemex trông nó sẽ khá là đặc thù, nó không giống với cả những cái loại giấy V60 mà chúng ta thường tiếp xúc. Nó sẽ giống một cái quyển tài liệu như thế này. Rút ra. Đấy, đây. Một cái tờ giấy nó sẽ có hình cánh quạt. Thì đây là cái loại giấy cho cái bình size 3 cup nha các bạn nhé. Còn cái loại mà size 6 cup thì cái giấy của nó trông sẽ như thế này. Đây, loại giấy dành cho cái ly 6 cup các bạn nhé. Thì cái loại này nó sẽ đơn giản hơn, nó chỉ là một cái tờ giấy hình vuông được gập lại làm 4 như thế này thôi. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ... Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái tờ giấy như này thì mình sẽ gấp đôi lại nó vào. Gấp đôi nó vào, biết một đường. Rồi, phần bán nguyệt khi nãy ở đây thì chúng ta sẽ gấp lộn nó lên như thế này, làm sao để cho nó tạo thành một cái đường thẳng xuyên suốt và nó vuông góc với cả cái cạnh còn lại ở đây. Và sau đấy thì chúng ta sẽ gấp đôi lại một lần nữa. Đây, chúng ta sẽ gấp đôi lại như thế này. Và vậy là chúng ta đã gấp xong giấy với Chemex. Thì cái loại giấy này nó cũng có cái sự đặc biệt nhất định là cái chất liệu của nó rất là dày và nó dai. Nó sẽ không giống cái loại giấy V60 của chúng ta đâu. Nó giống cảm giác như nào nhỉ? Nó giống cái chất liệu mà ở cái khăn giấy mà chúng ta hay sử dụng ấy, nó gần như là không thể rách ra đâu. Sau khi gấp xong tờ giấy thì chúng ta sẽ có một cái hình dạng gần giống một que kem như thế này. Và ở bên này chúng ta sẽ có 3 lớp giấy, và ở đây chúng ta chỉ có duy nhất một lớp giấy thôi. Một tỷ lệ không thể hoàn hảo hơn. Và khi mà lắp vào cái bình, chúng ta sẽ lưu ý là lắp cái mặt có 3 lớp giấy về phía cái vòi như này. Ở đây nó sẽ tạo ra một cái cấu trúc cứng hơn, mạnh hơn, để khi mà chúng ta pha chế nó sẽ không bị cạ vào cái phần ống này và gây bịt tắt cái đường ống này lại. Thì đấy mình nghĩ là cái ý đồ của ông Peter Sculmon. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu pha chế. Đầu tiên là đổ cà phê, thì cái lượng cà phê mình sử dụng sẽ là 20g cho tỷ lệ 1:15 ra 300ml. Ở cái cỡ xay khá là thô, nó sẽ thô hơn V60 một chút, nó sẽ ở cái ranh giới giữa frame press và pour over. Loại cà phê hôm nay mình sử dụng là cà phê Ethiopia Hambella Dabeje của nhà Giang Gió Việt, với những cái taste note khá là thú vị như là chocolate, apple, citrus hay là sweet long finish. Công thức mình sử dụng sẽ bao gồm 5 lần pour và mỗi lần là 60ml nước. Và lần đầu tiên chúng ta sẽ pour để blooming trong vòng 45 giây. Thao tác rót thì chúng ta cứ rót chậm và đảo vòng quanh một cái giai đoạn bloom khá là đẹp mắt. Và bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy là dòng cà phê bắt đầu chảy xuống cái bình Chemex này. Trông nó rất là đẹp, rất là thú vị. Với cái độ thô khá cao của hạt cùng với cả cái việc cho rót ra làm 5 lần bằng nhau, thì chúng ta có thể liên tưởng đến một công thức rất là quen thuộc, đó chính là 46 của Tetsu Kasuya. Mình áp dụng công thức này bởi vì một cái lần khá là tình cờ thôi, mình không ngay lập tức áp dụng công thức 46 vào, mà mình cảm thấy là ở một cái cỡ xay khá thô như này, khi mà chúng ta rót ít lần ấy, nó sẽ làm cho cái bình cà phê đôi khi hơi bị thiếu cái độ đậm đà. Và khi mà chúng ta chia ra làm 5 lần rót thì chúng ta sẽ khiến cho cái bình cà phê đậm hơn nhưng mà vẫn duy trì được cái hương vị trong trẻo và sự rõ ràng nhất định. Với bình Chemex thì chúng ta có một cái thiết kế phễu khá bí, do đó thì cái việc mà sử dụng cỡ xay thô là cần thiết. Và ở một cái cỡ xay thô như này thì xong một cái bình Chemex này chúng ta vẫn sẽ tốn khoảng tầm 3 phút cho đến 4 phút cơ. Nó sẽ lâu hơn V60 khá là nhiều. Đối với thao tác rót thì chúng ta vẫn duy trì đảo những cái vòng xung quanh cái tâm phễu khá là đều và duy trì một cái tốc độ chậm. Có thể thấy rằng trước khi tận hưởng cái hương vị thú vị mà bình Chemex đem lại thì cái quá trình pha chế đã mang đến rất nhiều cảm xúc rồi. Từ cái việc cái lớp giấy dài như này và nó chạm gần đến mặt nước,
đem đến một cái bình cà phê với dòng chảy trông cực kỳ thú vị. Và qua cái lớp thủy tinh này, cái nước cà phê màu của nó cũng rất đặc biệt. Nó có một cái màu rất là trong và nó hơi hổ phách một chút ý. Nó tạo nên một cái cảm xúc cực kỳ khác biệt khi mà chúng ta pha chế với Chemex. Và ok, bình Chemex của chúng ta đã hoàn thành trong vòng khoảng tầm 3 phút rưỡi đồng hồ. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bình Chemex vào khoảng tầm 3 phút rưỡi đồng hồ. Và đây là một công đoạn mình cực kỳ yêu thích mỗi khi pha Chemex xong, đó chính là rót từ cái vòi Chemex ra. Pha chế với Chemex là một cái cảm xúc rất đặc biệt vì nó thực sự đẹp trong mọi quy trình. Từ cái giai đoạn mà chúng ta rót nước cho đến cái dòng cà phê chảy xuống màu hổ phách và cái phối màu của tổng thể, màu cà phê, màu gỗ, màu thủy tinh, tất cả mọi thứ nó tạo ra một cái bức tranh pha chế đối với mình là nó rất đẹp, rất thú vị. Nhưng về hương vị thì sao? Với một cái cơ chế phễu thực sự đặc biệt khi mà tiết diện tiếp xúc với cả nước rất là nhỏ và phễu có một cái độ dài cao, thành ra là nó sẽ đem đến những cái hương vị khác biệt, đấy là điều đương nhiên rồi. Và khác biệt như thế nào? Mình sẽ có một cái ly cà phê không chỉ trong về đường hình mà khi mà uống nó cũng rất là trong. Một cái cảm giác trong nó đặc biệt hơn hẳn so với tất cả những cái phong cách pha chế drip mà mình đã thử trước đấy. Tiếp theo là cái loại giấy lọc khá là dày, nó đem đến một cái bình cà phê với cả một cái body khá là thấp vì nó đã giữ lại tối đa những cái phần dầu ở trong cà phê rồi. Qua đấy thì chúng ta có một cái ly cà phê tuy body mỏng nhưng mà nó vẫn đủ đậm đà và rất rõ ràng về những nốt hương. Nói chung là để mô tả cụ thể và chi tiết hơn thì nó sẽ hơi khó đối với một người không chuyên như mình, nhưng mà mình cảm thấy tất cả những cái trải nghiệm hương vị của Chemex nó đem đến cái sự khác biệt rõ ràng, mà nó không chỉ đơn giản là cái sự thay đổi về cách chúng ta rót, cách chúng ta chuẩn bị một bình cà phê, mà nó sẽ liên quan đến cái việc mà cách chúng ta thưởng thức một cái ly cà phê. Nó khá là khác so với cà phê 60 hay là tất cả những cái loại phễu khác. Về cơ bản đến đây thì hình ảnh của chiếc Chemex thật sự tuyệt vời về cả hương vị lẫn tất cả những cái yếu tố mang tính hình ảnh, nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đây mà bây giờ nó mới thực sự bắt đầu. Đầu tiên là về cái giá mà chúng ta phải trả cho một cái miếng thủy tinh đơn thuần như thế này, nó sẽ là 1,5 triệu và nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1,7 triệu cho cái loại bình 6 cấp to to ở đằng sau các bạn đang thấy ở đây. 1,5 triệu cho một cái miếng thủy tinh thì nghe nó hơi sai sai. Mặc dù có thể khẳng định rằng cái loại thủy tinh borosilicate như này sử dụng rất thích, cầm rất sướng, nó mang giá trị thẩm mỹ cao, và ngoài ra khi mà các bạn dùng những cái loại thủy tinh cao cấp như này, các bạn sẽ thực sự không muốn dùng những cái thủy tinh bình thường nữa. Và trong những cái video trước đấy thì bạn có thể thấy là những cái loại bình xốp mà mình sử dụng của Fellow ấy, nó cũng là cái loại thủy tinh borosilicate với cái độ dày tương tự như thế này, dùng rất sướng. Đối với cá nhân mình, ở góc độ chủ quan thì mình cảm thấy việc bỏ ra số tiền như thế cho một cái dụng cụ sử dụng tốt và chúng ta có cảm xúc với nó là không vấn đề gì cả. Một dụng cụ có cảm xúc, có tinh thần riêng, có một câu chuyện lịch sử thì chúng ta không chỉ là mua một cái miếng thủy tinh mà chúng ta mua nhiều hơn như thế. Tuy nhiên 1,5 triệu cho một cái bình thủy tinh nó vẫn là một cái giá rất là đắt. Chưa hết, vấn đề tiếp theo còn là cái này nữa. Mình tạm gọi đây một cách vui vẻ, nó gọi là tài liệu pha cà phê nâng cao à. Thì một cái bộ này nó có giá khoảng tầm gần 500.000 cho 100 tờ giấy. Có nghĩa là để nhập môn Chemex thì chúng ta sẽ tốn 1,5 triệu cho cái bình và 500.000 cho một cái tập giấy này. Tổng cộng là 2 triệu. 2 triệu! 20 triệu! 2 triệu! Và cái sự đau đớn nó còn đến khi mà chúng ta dùng hết cái tập giấy này và chúng ta lại phải xách 500.000 đi mua một cái tập giấy mới, thì đấy mới là cái lúc mà chúng ta cảm thấy thực sự lấn cấn trong cái quá trình mà sử dụng cái Chemex này. 500.000 thực ra nó là một cái số tiền to nhỏ đối với tùy người, nhưng mà cái việc mà bỏ 500.000 ra để mua 100 tờ giấy thì chắc chắn nó là một cái vấn đề gì đấy hơi sai sai. Nhất là đối với cả những người đã có vợ rồi mà bảo anh cầm 500.000 đi mua mấy tờ giấy thì... Còn cuối cùng thì về workflow, đối với Chemex thì chúng ta không có cái gì quá khó khăn cả. Về cái việc mà chúng ta kiểm soát được Chemex thì nó cũng chỉ giống như những cái chiếc phễu khác thôi. Mình đã nói rất nhiều lần rồi là không có chiếc phễu nào thực sự khó cả. Chỉ có duy nhất một cái vấn đề là cái việc pha chế với cả Chemex nó sẽ lâu hơn một chút do cái dòng chảy của nó sẽ khá là chậm. Nó sẽ tốn của chúng ta khoảng tầm 1 phút rưỡi cho đến hơn 2 phút cộng thêm so với cả V60 thông thường. Và nhắc lại một lần cuối là Chemex rất hay, rất thú vị, nhưng bạn sẽ phải vượt qua một vài rào cản như là bỏ ra 2 triệu ngay từ thời điểm ban đầu để có thể mua một cái bình và một bộ giấy. Và mỗi lần đi mua thêm giấy thì bạn sẽ tốn tiếp 500.000, chưa kể là thủy tinh borosilicate dù có xịn đến cỡ nào thì cứ rơi là vỡ. Đấy là tất cả những cái điều bạn cần phải lưu ý trước khi mua một chiếc bình Chemex. Và trên đây là cái bài review của mình về bình Chemex. Mình nghĩ đây là một cái dụng cụ pha chế rất thú vị,
Bạn nghĩ sao về cái Mac? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần comment nhé. Để lại một like và một subscribe để đón chờ những cái video tiếp theo của Espresso Maker. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau.